Hôm nay thì mình sẽ so sánh cho mọi người xem ba cái màu son tin bóng hot nhất của nhà Romain nhé. Ba màu son này thì mình thấy gần như lúc nào nó cũng cháy hàng á. Đầu tiên thì là cái dòng Juicy Lasting Tin với màu số 20 và màu số 23, và mình có thêm cả dòng Lasting Water Tin màu số 04 nữa. Về độ bóng thì mình thấy cái dòng Lasting Water Tin này nó sẽ nhỉnh hơn so với cái dòng Juicy, và cái lớp tin của nó bám cũng ổn hơn ý. Trong ba cái màu son ngày hôm nay thì mình thấy màu nào nó cũng dễ dùng và hợp với da ngăm nha. Nếu như bạn thích kiểu phong cách nhẹ nhàng ý thì hãy chọn Romain 23 nhé. Màu này thì mình thấy gần như là cái màu nhạt nhất trong cả ba màu á. Còn nếu một cái màu dễ dùng hàng ngày hơn thì mình sẽ recommend Romain 20 nha. Cuối cùng là màu số 04 ý, thì mình thấy cái màu này nó tươi hơn so với hai cái màu còn lại nha, bởi vì nó có thêm ánh cam trong đó. Nào thích kiểu style năng động vui tươi thì có thể thử màu này nha. Còn bạn thì bạn thích màu nào nhất trong ba màu son này?